Phật dạy thiện hiện nếu các đại Bồ Tát đối với các chân như có thể như thật mà học, đó là học trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết chân như không tận, không lìa, không diệt, không đoạn, không thể tác chứng. Nếu đại Bồ Tát đối với các chân như có thể như thật mà học, thì đó gọi là học trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy là học bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, là học pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, là học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, là học thánh đế khổ tập diệt đạo, là học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, là học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là học pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, là học tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, là học tịnh quán địa cho đến trí Như Lai địa, là học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, là học pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, là học năm loại mắt, sáu phép thần thông, là học 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, là học đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, là học nhân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của đại sĩ, là học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, là học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, là học tất cả hạnh đại Bồ Tát, là học quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát có thể học bố thí Ba La Mật Đa cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật như thế, là học trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết khi đại Bồ Tát học như vậy là đạt đến học tất cả cứu cánh bờ bên kia. Khi đại Bồ Tát học như vậy thì tất cả thiên ma và các ngoại đạo không thể thắng được. Khi đại Bồ Tát học như vậy thì mau đạt đến địa vị Bồ Tát bất thối chuyển. Khi đại Bồ Tát học như vậy là hành theo hành xứ của tổ phụ Như Lai. Khi đại Bồ Tát học như vậy thì có thể giữ gìn chánh pháp không cho đảo lộn, có thể làm theo pháp nên làm để lìa ám chướng. Khi đại Bồ Tát học như vậy thì có thể thành thục tất cả hữu tình một cách mỹ mãn, có thể trang nghiêm thành tịnh cõi Phật của mình một cách hoàn hảo. Khi đại Bồ Tát học như vậy gọi là học hoàn hảo về đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và vô lượng vô biên Phật pháp khác. Khi đại Bồ Tát học như vậy là học ba truyền 12 hành tướng pháp luân vô thượng, là học sự an ổn trăm ngàn triệu ức chúng đối với cảnh giới vô dư y niết bàn đã được bát niết bàn. Khi đại Bồ Tát học như vậy là học không đoạn mất chủng tánh Như Lai, là học môn cam lồ của Như Lai đã khai mở, là học an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình trụ pháp của ba thừa, là học thị hiện cảnh giới vô vi cứu cánh tịch diệt chân chánh của tất cả hữu tình, là vì tu học tất cả trí nhất thiết trí. Người nào học như vậy thì hữu tình thấp kém không thể nào học được. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát muốn cứu giúp tất cả hữu tình khỏi đại khổ sanh tử nên học như vậy. Lại nữa, này thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy quyết định không đọa vào cảnh giới địa ngục bảng sanh ngạ quỷ, quyết định không sanh vào biên địa mọi dợ, quyết định không sanh vào nhà đồ tẻ, nhà hạ tiện và những nhà bần cùng hạ tiện bất luật nghi, không bị mù điếc câm ngọng què các căn tàn tật đưng gù, điên, ung thư, ghẻ lở, bệnh trĩ, bệnh hủi, không cao, không thấp, không đen nám và không có những bệnh nhỏ ghê gớm. Lại nữa, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát học như vậy, thì đời đời thường được quyến thuộc đông đảo, dung mạo đẹp đẽ, nói năng hòa nhã, oai phong, tuấn tú, nhiều người đều thương kính, sanh ra nơi nào, lìa nghiệp giết sanh mạng cho đến tà kiến, không bao giờ lệ thuộc vào pháp tà hư vọng, không dùng pháp tà để nuôi sống, cũng không kết bạn với bọn hữu tình phá giới ác kiến, phỉ báng chánh pháp. Lại nữa, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát học như vậy, thì không bao giờ sanh vào nơi tham đắm dục lạc ở cõi trời trường thọ ít trí tuệ. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy thành tựu thế lực của phương tiện thiện xảo. Nhờ thế lực phương tiện thiện xảo này, mặc dù luân nhập vào tịnh lự vô lượng và định vô sắc, nhưng không tùy theo thế lực ấy mà thọ sanh. Vì nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thành tựu phương tiện thiện xảo trong các định, mặc dù thường đạt được xuất nhập tự do, nhưng không theo thế lực của các định đó mà sanh vào trời trường thọ, phế bỏ sự tu hạnh đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện,
Khi Đại Bồ Tát học như vậy, đối với tất cả pháp đều được thanh tịnh, nhờ thanh tịnh nên không rơi vào địa vị thanh văn, độc giác, vân vân. Khi ấy thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu bản tánh của tất cả pháp là thanh tịnh, thì làm sao khi Đại Bồ Tát học như vậy đối với tất cả pháp lại được thanh tịnh? Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Bản tánh thanh tịnh của các pháp xưa này là thanh tịnh. Đại Bồ Tát ấy ở trong bản tánh thanh tịnh của tất cả pháp mà tinh tấn siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo thông đạt như thật, tâm không trầm trại, không chướng ngại, xa lìa tất cả chấp trước phiền não, nên nói khi Bồ Tát học như vậy, đối với tất cả pháp đều được thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, tuy bản tánh của tất cả pháp là thanh tịnh, nhưng các phàm phu không biết, không thấy, không hiểu. Đại Bồ Tát ấy vì muốn cho người kia biết, thấy, hiểu để tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lại nữa, này thiện hiện, khi Đại Bồ Tát học như vậy, đối với 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả và 18 pháp Phật bất cộng vân vân đều được viên mãn hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát học như vậy, thì đối với tâm hành sai khác của các hữu tình đều có thể thông đạt đến cùng tột bờ bên kia, dùng phương tiện thiện xảo làm cho các hữu tình biết bản tánh của tất cả pháp đều thanh tịnh, để họ chứng đắc niết bàn hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện ví như đại địa ít nơi phát sanh những của báu như vàng bạc vân vân, mà lại nhiều chỗ phát sanh cát đá gạch ngói. Các loại hữu tình cũng như vậy, phần ít có thể học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, phần nhiều học theo pháp của địa vị thanh văn độc giác. Thiện hiện ví như loài người, phần ít tu nghiệp chuyển luân vương, phần nhiều học hành theo nghiệp của các tiểu quốc vương. Các loài hữu tình cũng như vậy, phần ít tu đạo trí nhất thiết trí, phần nhiều hành theo đạo của thanh văn độc giác. Thiện hiện nên biết chúng Đại Bồ Tát cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phần ít được chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phần nhiều rơi vào thanh văn độc giác. Thiện hiện nên biết những thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nếu không xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nhất định có thể nhập vào địa vị bất thối chuyển. Nếu người nào xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì chắc chắn sẽ thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cho nên chúng Đại Bồ Tát muốn đạt được địa vị Bồ Tát bất thối chuyển, muốn nhập vào số Bồ Tát bất thối chuyển, phải tinh tấn tu học phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu học phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì không bao giờ có tương ứng với hành động về gian tham, phá giới, sân giận, biếng nhác, tán động và ác tuệ, cũng không có tâm tương ứng với hành động về tham dục, sân giận, ngu si, kiêu mạn, cũng không có tâm tương ứng với hành động về phóng dật, mê lầm và tội lỗi khác, cũng không có tâm tương ứng với hành động về sự chấp trước sắc uẩn cho đến thức uẩn, nói rộng cho đến cũng không có tâm tương ứng với hành động về sự chấp trước quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không thấy có pháp nào có thể đắc. Vì không thể đắc nên không có tâm chấp trước các pháp như sắc, vân vân. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu học phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế, thì có thể bao gồm tất cả Ba La Mật Đa, có thể chứa nhóm tất cả Ba La Mật Đa, có thể dẫn dắt tất cả Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã bao hàm tất cả Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, giống như thân kiến có thể bao gồm 62 kiến, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng lại như vậy, bao hàm tất cả Ba La Mật Đa. Thiện hiện ví như người chết vì mạng căn diệt nên các căn cũng theo đó diệt. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng là như vậy, tất cả Ba La Mật Đa đã học được đều từ đó mà ra, nếu không có Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không có tất cả Ba La Mật Đa. Cho nên này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn đạt đến cứu cánh bờ bên kia của tất cả Ba La Mật Đa,
thì nên siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đối với các hữu tình là bậc tối cao tối thắng. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy có thể siêng năng tu học Pháp Vô Thượng. Lại nữa, này thiện hiện, ý ông thế nào? Tất cả loài hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới này có nhiều không? Thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các loài hữu tình trong châu thiện bộ còn nhiều vô số. Huống gì các loài hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới, sao không cho là nhiều được? Phật dạy. Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Thiện hiện nên biết, giả sử là hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới đồng một lúc được làm người, sau khi làm người đồng một lúc phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, tu các hạnh của đại bồ tát, sau khi tu hành viên mãn đồng một lúc đều đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, có đại bồ tát trọn đời dùng các vật ưa thích thượng diệu để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư như lai ứng chánh đẳng giác này. Ý ông thế nào? Nhờ nhân duyên này đại bồ tát ấy được công đức có nhiều không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, thiện hiện, nếu thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, mà thích nghe thọ trì đọc tụng hoàn toàn thông suốt, tư duy đúng lý, y theo giáo pháp tu hành, ghi chép lưu truyền. Vị này được công đức nhiều hơn người trước vô lượng vô số. Vì sao? Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đủ nghĩa dụng lớn, có thể khiến cho chúng đại bồ tát mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Cho nên này thiện hiện, nếu đại bồ tát muốn đứng đầu tất cả hữu tình, muốn làm lợi ích cho tất cả hữu tình, thì làm người cứu hộ cho người không ai cứu hộ, làm chỗ nương tựa cho người không chỗ nương tựa, làm mắt sáng cho người không mắt, làm ánh sáng cho chỗ không có ánh sáng, chỉ đúng đường cho người lạc đường. Người chưa đạt niết bàn thì khiến họ được niết bàn, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy. Thiện hiện nên biết, nếu đại bồ tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, muốn sống cảnh giới của chư Phật đã sống, muốn dạo chơi nơi chư Phật đã dạo chơi, muốn giống lên tiếng sư tử của Như Lai, muốn đánh trống pháp vô thượng của chư Phật, muốn gõ chuồng pháp vô thượng của chư Phật, muốn thổi kèn pháp vô thượng của chư Phật, muốn thăng pháp tòa vô thượng của chư Phật, muốn diễn nghĩa pháp vô thượng của chư Phật, muốn chặt đứt lưới nghi của các hữu tình, muốn nhập cảnh giới pháp căn lồ của chư Phật, muốn thọ pháp lạc vi diệu của chư Phật, muốn chứng công đức viên tịnh của chư Phật, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy. Lại nữa, này thiện hiện, nếu đại bồ tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế, thì không có tất cả công đức căn lành nào mà không đạt được. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu làm chỗ nương tựa của tất cả công đức căn lành. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại bồ tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, á có thể đắc công đức căn lành của thanh văn độc giác. Phật dạy thiện hiện, công đức căn lành của thanh văn độc giác chúng đại bồ tát này cũng có thể đắc được, nhưng không trụ, không chấp vào nó. Dùng thắng trí quan sát đúng đắn rồi vượt hơn địa vị thanh văn độc giác, hướng đến nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, chúng đại Bồ Tát này không có tất cả công đức căn lành nào mà không đắc. Lại nữa, này thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, là gần gũi với trí nhất thiết trí, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này thiện hiện, khi đại bồ tát học như vậy thì làm ruộng phước chân thật cho tất cả thế gian trời người Atula vân vân, vượt trên ruộng phước của xuất thế gian sa môn phạm trí thành văn độc giác, màu chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, khi đại bồ tát học như vậy, dành ra nơi nào cũng không bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, luôn luôn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, này thiện hiện, nếu đại bồ tát có thể học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì nên biết vị ấy đối với trí nhất thiết trí đã được bất thối chuyển, đối với tất cả pháp đều giác trì đúng đắn, xa lìa địa vị thanh văn độc giác vân vân, gần gũi quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa,